Để em nói anh nghe nè, em tức quá, em mới coi lại mấy cái clip em tức quá. Bây giờ á, em điện cho anh nó xong á, tối anh cứ lên clip anh nói thẳng, anh cứ lên cái clip em, nhưng mà để em nói hết. Em tức quá, bả cứ biêu em mà nghe cái kênh nào bả kêu biếu con bả là em tức dữ dằn. Ha, nè đây rồi em nói là bây giờ em nói thẳng luôn cho bả biết luôn là bác Tư. Bây giờ em nói vô vô đề luôn nha anh nha. Bác Tư, con kêu con nói bác Tư là bác đủ hiểu là con là dòng họ của ai, là bên nào rồi đó. Bác là bác Tư là bác dâu đó, chứ không ai xa lạ gì đâu. Nhưng mà con nói cho bác nghe nè nha, cái chuyện của bác á, là bác Tư á, đi tiễn chồng 10 ông 20 ông gì đó là chuyện của bác. Bác muốn lấy bao nhiêu chồng là chuyện của bác, nhưng mà bác đừng có đem mấy anh với mấy chị bêu xấu nha. Bác nói là con không lo rồi bỏ bê, không không em chưa nghe câu bỏ bê mà con không lo rồi bác sống không có nhờ con, hơi thở của bác không có nhờ con. Trời ơi, bác Tư nói cái câu nói đó ra mà không biết là hổ thẹn với cái lương tâm, hổ thẹn với cái cửa miệng của mình. Con nói thiệt, con á, là cháu bên chồng, không có xa lạ gì đâu. Ngày xưa á, bác trai của con chưa có mất á, là bác ở Thanh Bình, ngay chợ cũ Thanh Bình, con ở gần đó mà, có xa lạ gì đâu. Khi mà bác con mất á, là bác Tư đi về trên Trà Bông, bác Tư ở với bà chị Loan đó, chị Loan hiện giờ đang bệnh đó ha. Bác ở trên đó mà con nói cho bác nghe nè, bác nói cái câu là mấy anh không lo. Nhưng mà cái bữa cái anh đó ảnh lên tới nhà, ảnh quay bác, rồi bác nói bác đi Đồng Nai bán vé số. Rồi cái anh nói còn khuyên là nói thôi giờ bác, chuyện bác với chú Khối như vậy, cô với chú Khối như vậy, thôi ở nhà cho con lo. Bác nói là ở nhà buồn, để bác đi Đồng Nai bác bán vé số. Ở nhà bác nhìn ngay cái cửa cổng, cái ngay tối ngày dòm cái cổng rào bác buồn. Từ chỗ bác buồn mà bác lên, bác mới vừa lên có một ngày bác đi tìm chồng. Thì thôi cái chuyện bác tìm chồng cái đó là chuyện của bác, nhưng mà bác đừng có biếu ríu con đó. Rồi bác còn nói cái câu là cái anh đó ảnh mới nói là thôi bác ở nhà, không lẽ giờ con bác không lo. Bác mới nói một câu là thì ở nhà bác cũng đâu có đói, cô cũng đâu có đói, cà phê ngày hai ba cử, cơm cũng ngày hai ba cử, không có đói. Nè con hỏi cho bác, con nói bác Tư nghe nè, bác Tư còn mở miệng nói câu nói đó thì bác nghĩ bác già bác ở đó không làm ra tiền. Bác có đặt tiền đâu bác đi mua cà phê, tiền đâu bác đi mua đồ ăn, tiền đâu bác đi mua gạo nấu cơm. Chắc bác lấy tiền âm phủ đi mua quá hả, bác lấy tiền âm phủ đi mua quá. Rồi thôi đi, thôi đi, bác đi lên Đồng Nai bác bán vé số, thì bán vé số rồi bác tiễn chồng. Tiễn chồng thì mình cứ tiễn chồng đi, mình lựa cái câu khéo nào mà nói đi. Hỡi người ta nói tới con cái đầu bác mở miệng ra bác nói là con không nhờ con, rồi đó giờ không nhờ con, rồi bác ra đi á, bác bỏ của lại để lại cho con. Theo như con nghĩ á, tuy rằng mười mấy năm nay á, là con không có biết, không có gần với bác với lại mấy anh thiệt, nhưng mà lâu lâu thỉnh thoảng anh em con cũng có gặp nhau hỏi thăm vài ba câu, hỏi thăm để công việc làm ăn thôi. Bác nghĩ bác nói là con bác không lo không có hiếu. Nè con nói cho bác nghe, cái chuyện trong nội bộ gia đình của bác á, mấy anh có lo, mấy anh có chị có lo không, chuyện đó thì mười mấy năm nay con không biết. Nhưng mà bằng sự thật con thấy á, bên nội của mấy ảnh á, là bên bác của con nè, mấy anh mấy chị rất là có hiếu với nội, rất là có hiếu với nội, với mấy cô với mấy bác đồ, rất là có hiếu, rất là đàng hoàng, đối xử rất là đàng hoàng. Còn ủng hộ chị bác Tư là bác gái, là một người cu mang đẻ con, đẻ mấy ảnh ra mấy chị ra, mà bác nghĩ sao mà bác nói mấy anh với mấy chị không lo cho bác. Rồi bác còn lên bác nói là mấy anh YouTube hỏi bác đó là bác có mấy người con, bác nói có ba người con. Sự thật là bác năm người con, ba người anh trai, chị Loan thêm một người bác sinh ở bên Campuchia hồi đó nữa. Mà bác nói là bác có ba người con, già rồi, bây giờ mình già rồi thôi bác ơi, mình để mình sống vậy cho mấy anh với mấy chị, không lẽ giờ bỏ bác đây này. Rồi để sẵn đây con nói cho bác nghe luôn, như bây giờ bác đi lấy chồng phải không, bác muốn kiếm một cái người đàn ông nào để bác nhờ tấm thân, nói chung là để bác nhờ tấm thân. Nhưng bác là ý của con nghĩ thôi, bác chỉ muốn ăn không ngồi rồi thôi, bác ngồi chờ sung rụng. Chứ giờ bác già rồi, bác từng năm tờ chục tờ vé số rồi về thở cà hòe cà hụt rồi. Con em nói thiệt, em nói anh chọc nghe đúng không, mà bảo thở cả hè cả ạch rồi. Anh nghĩ đi, bác Tư nghĩ, bác Tư đi cái lưng còm như vậy đó, bác Tư ngày bán được nhiêu tờ vé số. Bây giờ con cho bác lời 1.100.000 đó, theo bây giờ 1.100.000 thôi, bác ở nhà với bà chị đi, bà chị mới bệnh nữa, bác thương con quá ha, mà bác bỏ bà chị lo mới bệnh như vậy đó.
Rồi ví dụ như giờ tuy rằng con là không có lo cái gì, thấy không, con chỉ nói chung là chỉ là cháu, là cháu 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 chồng thôi, cũng là người dưng đối với bác, nhưng mà đối với mấy ông anh của con đó là cũng là bà con, không có xa lạ gì đâu, còn đối với bác là không có thành vấn đề gì hết. Nhưng mà con tức có một cái là bác đi biêu ríu mấy anh với chị đây, sẵn đây em nói luôn, khi mà mấy anh với mấy chị mà có nghe cái clip này á, ha, anh em nhờ cái kênh của anh á là anh chọc này đưa lên á, mấy anh mấy chị có nghe cái clip này, ủa mà tại sao con nhỏ này nó là con cháu của ai mà nó lên tiếng nói vậy vậy, sau này anh cũng phải biết thôi, và anh tới nhà em anh chửi em cũng nhận được, mấy anh chị chửi em cũng nhận được, em chấp nhận nha luôn, em chấp nhận cho bị chửi luôn. Nhưng mà em tức có một cái là tại vì bác Tư có bêu xấu nói con cái thế này nọ, bà nói cái hơi thở của bả không có nhờ tới con, cái câu nói đó em tức quá, em nói thiệt luôn á, em quá tức cái câu nói đó. Rồi hồi sáng này em nghe lại mấy cái clip nói trời ơi em tức ghê luôn á ha. Rồi xong nè, con nói với bác Tư nghe, con nhờ anh chọc đưa cái clip này lên để cho bác Tư nghe luôn, bác Tư nghe tiếng con chắc bác Tư nghĩ là con không phải là cái dân tầm thường đâu, con không phải là con hiền đâu, nhưng mà con rất là biết chuyện, cái chuyện bác muốn tiễn chồng 10 ông 20 ông cái chuyện là chuyện của bác đó, chuyện của bác con không thèm, nhưng mà bác đừng lên bêu xấu mấy anh với chị. Bác nói không lo, con không lo. Ủa con nói cho bác Tư nghe nè, nhà của ông anh thứ ba với ông anh thứ út á ngay chợ Thanh Bình, cô già bác già rồi, hồi đó giờ con biết bác mười mấy năm, lúc trước bác khổ chứ bác làm gì có tiền mà bác nói bác lo cho mấy con, bác làm gì có tiền mà bác cho con của bác có tiền mua được cái căn nhà ở phố chợ chợ Thanh Bình. Ví dụ lâu lâu á bác nói một câu, ví dụ lâu lâu rồi nghĩ tới cháu nội bác xuống cho, ví dụ con nói 500 1 triệu á thì con đồng ý, mà chưa chắc gì có tiền mà cho cháu được như vậy nữa. Con nói thẳng với bác luôn, hồi đó giờ á con nói thiệt, ngày xưa á bác nhờ bà chị á, bác có tiền bác về chợ Thanh Bình bác bán tạp hóa, bác cho dây tiền góp mà bác chẳng nguyên cái chợ Thanh Bình không ai ưa luôn á. Con nói ra đây mấy anh mấy chị mà có nghe rồi sau này muốn biết hết, em nghe em nói ngay tên của em luôn, không ai xa lạ đâu, anh em mình gặp nhau hoài, ngay tên luôn, rồi xuống nhà chửi em, ừ tại sao cứ nói vậy vậy, em chấp nhận luôn, nhưng mà em nói cho bác phải biết, cho bác phải biết, bác đi bác đừng có nói mà ra bác bêu xấu mấy anh mấy chị Chị, vậy. hôm nay em lên thì hỏi lại thêm một lần nữa là hỏi là cô bao nhiêu Rồi chồng, mà cô lại nói chính xác là có một người chồng bị mất thôi. trời, không lẽ giờ bả đi lên bả nói vậy, anh cứ nghĩ không lẽ giờ bả đi nói, tại vì trong khi bả sống với cái ông đó thì thôi em nói vậy thôi, nó đã em đã nói bả có chồng, bả có thêm một đời chồng nữa rồi bả thôi, nhưng mà cái lấy chồng nữa tức là bác em mất, bả lấy chồng nữa là bao lâu thì em không biết nha. Rồi bả sống trong đó bao lâu thì em không biết, nhưng mà sống một thời gian là trong cái tình hình đó là người ta không sống nữa là bả đi vậy thôi đó, lại vậy đó. Rồi xong để con nói cho bác nghe nè bác Tư, để em nói một cái câu này một một lần nữa, em có phiền anh không anh chọc. Dạ không sao, chị cứ nói đi ạ. Rồi bác Tư con nói bác nghe nè, bác già rồi, bác 70 tuổi rồi, bác nghĩ sao, bác nói bác 65 tuổi nè, mấy thím á, mấy thím là cũng thím dâu nè, người ta làm đầu tắt mặt tối luôn kìa, thức dậy sớm thức khuya luôn bằng tuổi của bác luôn kìa, mà người ta còn chưa già như bác nữa, còn bác chỉ biết ăn ở không không à, móng tay lúc nào cũng dài thòn dài thởn, lúc nào cũng bước mượt mà hết trơn, bác bước ra đường mà có ai mà nghĩ là bác là một cái người con bỏ bê bác không, bác ăn bận hả giống như là một cái bà hoàng, buông ra nói con bỏ, buông ra bêu riếu con mà không ngự được cái miệng, không hổ thẹn với cái lương tâm, không hổ thẹn được cái miệng của mình. Trời ơi 70 tuổi thì nó 70 tuổi thì nó sáu mấy tuổi, người con trai lớn của bác hôm nay 50 tuổi rồi, con không có kêu tên mấy ảnh, con không có nói tên của bác của con là tại vì bác con đã mất rồi, con kêu bác là bác Tư là bác dâu là bác đủ hiểu là con là biết bác như cỡ nào con mới nói vậy rồi đó. Còn bà chị á, bà chị Lon á bị bệnh á, là bệnh tâm linh ngày xưa cũng vậy, trả cái hiếu cho bác đó, mà chị con mới bị bệnh tâm linh đó, bác còn chưa đồng ý chưa chịu, bây giờ đáng lẽ như chị con hy sinh đời của chị con như vậy rồi thì thôi bây giờ chị con bệnh bác ở nhà đi, mẹ con hủ hỉ với nhau, lỡ nửa đêm nữa hôm bác có cái gì thì mẹ con cũng đỡ, nghĩ sao giờ bớt bỏ chị bác đi mà bác đi tiễn chồng, mà bác lên bác ga gã cái miệng bác nói bác không biết nhục, bây giờ ở trên mạng cộng đồng mạng hả cũng đồng lứa tuổi như bác, người ta điện người ta nói chuyện với nhau, người ta chửi chửi mà nhục mặt luôn, chửi mà nhục mặt luôn. Bây giờ bác già rồi bác về, ví dụ như bác lấy cái ông ngoại đó đó, người ta có ví dụ bằng tuổi của bác á, người ta đã có con nè, cháu nội cháu ngoại cháu chắc cháu chích hết mẹ rồi đó, rồi bây giờ á con người ta mà đồng ý cho ba người ta lấy bác về á
không phải tự nhiên đâu. Tức là người ta xuất tiền ra để người ta cưới bác đem về để làm vợ ba người ta, là ta khỏi, khi mà ba của người ta có bệnh đau, người ta khỏi cần phải thuê người về nuôi ba người ta. Còn ví dụ sau này cô nè có nằm xuống, con của người ta, con của ông mấy ông ngoại đó đó, mà để cô lấy về làm chồng đó, có lo cho cô không? Hay là lúc đó cô điện, cô hối hận, cô điện, cô muốn trở về để con cô nuôi, con của bác nuôi hả? Bác suy nghĩ đi, con của bác nuôi. Nó bây giờ con nói là con nói ra vậy, rồi bác nằm đêm, bác nghe xong cái clip này, bác nằm đêm, bác cứ suy nghĩ đi, rồi bác sẽ hối hận, bác sẽ quay đầu về với con của bác. Không có ai nè, con thường nghe nói cái câu đó là con bỏ cha mẹ được, cha mẹ không bỏ con, cái câu đó là đúng. Nhưng mà những cái người khác á, thì trên mạng bây giờ có hàng đầy còn đối gì chứ. Mấy anh của con, mấy ông anh á, với bà chị Loan á, tuy là chị Loan với bệnh chứ chưa bao giờ ai bỏ bác. Tự bác lên trên mạng, bác muốn đi lấy chồng, bác muốn á, ví dụ bác muốn lấy chồng, bác muốn ăn không rồi gòi, bác ngồi chờ sung rụng. Bây giờ ví dụ mấy bác ở nhà không, mấy anh con giờ một tháng cho bác 500, 300, bác cũng sống được vậy. Hai ba bốn anh dồn lại bác cũng sống được, người già rồi, ăn uống nhiêu thì cà phê cà pháo đủ ngày, hai ba cử thì được rồi. Chứ bác muốn ví dụ giờ người ta có vợ có con rồi, ngày ta làm 100 ngàn đưa bác hết 90 ngàn, là cái đó mới là tròn trách nhiệm của một người con, là tròn trách nhiệm của một chữ hiếu của người con. Bác đòi vậy bác mới chịu, còn không chịu bác đi tiễn chồng để bác kiếm chồng bác nuôi, mà ai nuôi từng tuổi như bác rồi ai nuôi. Nè anh chồng biết không, bản thân em nè, bác tư con nè, là một đứa thôi chồng cũng cách đây cũng mười mấy năm nè, con mới lấy chồng lại đây mấy năm trời nè, là con lấy chồng lúc con 40 tuổi, là con cũng một thời gian con cũng quậy lắm để con kiếm tiền nuôi con nè. Em nói thiệt với anh Trọng á, yeah. Em kiếm tiền em nuôi con là cái đó là tìm kế mưu sinh để mình nuôi con mình, tại vì nhà mình quá nghèo, mình nuôi con mình nó. Rồi khi lấy chồng á, mình cũng phải làm chứ không có phải mà ngồi đó mà ở không, mà ngồi đó mà chờ chồng nó đem tiền về để mà nuôi mình đâu anh. Còn húng hồn chi bây giờ, là nó còn hưởng thức được của mình đó anh. Còn chứ húng hồn chi bây giờ bác đã già rồi, hưởng được gì, xào ướt xào khô chứ có làm được con mẹ gì. Mà cũng ham hố đi lên nó lấy chồng, thì lấy chồng thì lấy đi, đừng có bêu xấu con của mình. Sao bác ngộ quá, bác già rồi mà bác kỳ quá. Con nói thiệt luôn, bác mà nghe cái clip này ha, xong rồi mà bác mà còn lên tiễn chồng là tiễn chồng chuyện của bác, mà bác lên bác nói là con bác không nuôi hay là những cái chuyện gì của con bác nữa, rồi bác sẽ cần gặp cái clip nào đó, cái clip anh Chọc này nè, lên để đối diện với bác để nói chuyện với con. Con sẵn sàng luôn, rồi con khả nói là con là con của một người nào, là con là tên gì luôn, con cho bác xuống tới nhà luôn, con sẵn sàng con đón tiếp bác luôn, con đón tiếp bác luôn. Nhưng mà hiện bây giờ con không ở xa cho bác đâu, con ở gần bác kế bên đây nè, bác ở Đồng Nai, con ở từ chỗ bác, chỗ con cho tới chỗ bác cho tới con không xa đâu, con sẵn sàng con đón bác luôn, con nói thiệt sẵn sàng con đón bác luôn. Dạ. Bác bây giờ em nói anh nghe, bà muốn tiễn chồng bao nhiêu kệ bà, nhưng mà bà đừng nói tới là mấy ông anh mấy bà chị bỏ, đừng có nói tới con, bỏ đừng có nói tới bà sống cái hơi thở bà không nhờ con, nói câu nói đó là em không chịu. Anh biết không, anh biết không, chọc bên chồng bà ha, mấy cô em ha thì cũng như mấy cô họ, nhưng cũng ruột chứ không có xa đâu nha, nhưng yeah. Mà anh biết không, cũng như là mình công an gì trừ kế mưu sinh mà, vì mình đi làm mà, thì ai cũng lo đi làm kiếm tiền nuôi chồng nuôi con rồi nuôi vợ nuôi con, yeah. Lâu lâu rồi mới gặp lại hỏi thăm vài ba câu vậy thôi, chứ đâu mà có gặp để nói chuyện hoài. Nó là vậy, thành yeah. Ra thì nói chung thì không biết nhiều thì mình cũng biết ít, cái người nào sống làm sao, cái người nào tốt người nào xấu thì sao thì ai mình cũng đều biết, đúng không? Nhưng mà cuộc yeah. Sống của ai thì nó biết thôi. Nhưng mà bả lên mới biêu biếu em không chịu. Bả làm cứ làm gì bả làm, bả xấu xa đê tiện cái gì của bả làm gì bả làm, nhưng mà bả đừng nói cái câu là mấy anh không nuôi rồi, mấy anh không nuôi rồi, mày chị rồi không nuôi rồi, cái hơi thở bả sống không nhờ con, là cái câu đó em không chịu. Câu đó là em phản đối liền. Tuy rằng anh mấy anh của em, mấy anh chưa có lo cho em được cái gì, cũng chưa cho em được đồng xu cắt bạc nào. Thiệt, chưa yeah. Cho em đồng xu cắt bạc nào. Nhưng mà em nghe câu nói đó em không chịu. Bức xúc ha. Bức xúc anh. Yeah. Chính đây nè, bác Tư, con nói bác Tư nghe nè. Chính là bản thân con nè, con thôi chồng ra nè, ba đứa con nè, nói thiệt, con từng đi đây đi đó, con kiếm đồng tiền để con nuôi con của con nè. Khi mà con 40 tuổi con lấy chồng nữa nè, mà con phải điện con hỏi con của con cũng nói một câu, nếu mà mẹ cảm thấy mẹ lấy chồng mẹ cuộc đời của mẹ vui thì mẹ cứ lấy đó, mẹ vui là tụi con vui rồi. Nhưng mà con nói thiệt với bác Tư nha, ví dụ con lấy chồng mà có khổ có gì đi nữa, con cũng làm thinh, con không bao giờ con điện về con nói với con mà có cái gì đi chăng nữa, lúc nào mình cũng nâng trân trọng con của mình lên á.
mình banh da rẻ thịt mình đẻ con mình ra mà, chứ có đâu cô muốn đi lấy chồng, cô muốn ăn không rồi rồi cô nói cho đã, rồi cô đem con cô ra cô biếu biều biếu cái miệng cô không hổ thẹn. Kỳ với bác Tư, bác 70 tuổi thì bác nữa, bác 70 tuổi thì bác nữa, bác 65 tuổi người ta làm gần chết luôn, đầu tắt mặt tối luôn, ta 65 tuổi mà ta còn hả, trẻ hơn bác nữa mà bác ở không không mà lúc nào cũng móng móng tay ngồi giết, mà bác nói bác 60 mấy tuổi không biết ai tin. Có mấy ông ngoại mà hả, thấy bác nhiều khi bây giờ mơ quyền mờ nhìn không rõ mới nói bác tin bác rồi 65 tuổi thôi. Tức quá anh chọc em nói thiệt luôn á, trời ơi ngày nay tức dễ sợ luôn. Hồi chị sáng này á biết có không có gì vậy, chị nói hết luôn đi. Anh biết sao hồi sáng này nè, cái em ngồi em mới mở lại những cái kinh em coi coi bác Tư mình bả nói khi mà bả tiễn chồng rồi bả lấy chồng thế nào thế nào thế nào, coi coi cái clip nào người ta hỏi bả về con bả cũng đề cập cho con bỏ không. Trời sao kỳ vậy trời, chi vậy không biết nữa. Mà em nói thiệt mấy ông anh của em á hiền lắm anh chọc ơi, mấy ảnh hiền lắm. Hồi đó giờ chị biết lớn lên rồi, rồi lấy vợ rồi lo cho vợ cho con thôi nha. Nè ông anh thứ hai á là con bây giờ lớn, giống anh thứ ba là con lớn là có lẽ là xui gia luôn đó. Còn anh thứ út á là chỉ có mấy mới lấy vợ mấy năm nay thôi, chắc có con mà con cũng là nhỏ thôi. Anh út có thèm ít có thấy, nhưng mà cũng ở cái khu chợ Thanh Bình đó thôi. Bả làm về bả có tiền mà bả mua được cái nhà cho con bả, ông anh thứ út giống anh thứ ba mà ngay phố chợ bả xạo xạo làm gì có tiền. Còn mấy bà chị dâu của em nói thiệt đó ha, không ai ở được với bả đâu, nói thiệt không ai ở được với bả đâu. Ai ở cái thứ nhất về mà khó với dâu đó, ai ở nói chuyện lúc nào cũng với nhà với nhảnh, ai ở xui gia của bả có xa gì đâu, ở vòng vòng cái huyện Thanh Bình đó không à, mà không biết mất cỡ với xui nữa nè. Bác tự rồi quên nữa, để con nói bác nghe nè, con có xui rồi nè, con anh chồng giờ em có xui rồi đó, em có cái ngoại rồi đó. Năm nay là em 43 tuổi rồi nè, em có xui không có cháu ngoại rồi đó. Nhưng mà đôi khi em lấy chồng gì nè, em còn mắc cỡ với bên xui luôn á anh chọc. Mà em còn nhỏ tuổi anh chọc, em còn nhỏ tuổi luôn á, em thấy em gượng với xui luôn á anh chọc. Còn bả già rồi mà lên clip thế này thế kia như vậy, lên ga gã cái miệng, có mắc cỡ với xui không. Rồi nữa tới co cháu nội mình nó lấy vợ hay là lấy chồng gì nè, cái người ta hỏi bà nội đâu thế này thế này, bà nội rồi cái đầu nói bà nội con đi làm, kêu bà nội về cái tới chừng đưa bà nội, kêu bà nội về đưa cái mặt bà nội lên mắc cỡ không trời. Bác Tư bà có mắc cỡ không bác Tư? Chứ bản thân con còn trẻ nè, giờ con đi lấy chồng mà con còn thấy con mắc cỡ với xui muốn chết luôn nè, có thiệt luôn á. Còn con còn ngượng với xui muốn chết luôn nè, chứ đừng có nói mà tới bắt già. Thôi bây giờ lấy chồng lấy đi, còn đi đem con ra biêu xấu là con không chịu, nói mà không ngự cái miệng, không thẩu thẹn với lương tâm. Kỳ trời, chi vậy trời, mình làm mẹ mình đẻ con, mình bánh giam đẻ thịt đẻ con ra mà sao kỳ trời. Bác Tư giờ con khuyên bác á, con nên khuyên, con nói lại đây một cái lời chân thật luôn. Bác đi bán vé số đi, bác đừng nên lấy chồng lấy gì nữa chân, bác đừng tiễn chồng, bác đừng ai mai mối lấy chồng lấy gì nữa chân. Sau này á, bác mà có bệnh không lẽ giờ con nói là nói gì, không lẽ giờ mấy anh với chị bỏ bác? Không ai bỏ bác đâu, tại vì cho bác vừa cái nư của bác đó, chứ không phải là bỏ bác đâu. Ai bỏ bác? Mấy anh con sống có lương tâm chứ, con biết từ người từ người chứ làm sao con không biết. Giờ đi ở vậy đây, bác Tư con nói thiệt luôn á, ở vậy đây chứ giờ bác về làm vợ người ta khỏi cần để thuê người để về nuôi bệnh đó. Con nói như là bác biết rồi đó. Thì thôi giờ con nhờ cái clip này á, là con điện cho anh chọc, con nhờ anh chọc lên cái clip này để nói, để cho cô rõ cô biết. Rồi cô cứ suy nghĩ đi, rồi cô suy nghĩ rồi cô nói bây giờ tao muốn biết mày là cái con nhỏ nào. Rồi cô điện cho anh chọc, kêu anh chọc tới chỗ cô quay đi, rồi kêu anh chọc điện cho con trực tiếp nói chuyện với cô sẽ biết con là đứa nào, cô sẽ biết con là đứa nào, con của người nào, ở nhà ngay chân chỗ nào. Con không bao giờ con sợ, nhưng mà bây giờ là con chưa nói tên. Dạ rồi, con nói tên. Dạ rồi, dạ. Em cũng chân thành cảm ơn chị ha, chúc chị và gia đình sức khỏe ha. Yeah.